Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay thứ hai ngày 9 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp bàn cải tạo các nút giao phía Tây cầu Rồng và nút giao phía Tây cầu Trần Thị Lý. Trước tình hình diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện và các đơn vị liên quan sẵn sàng phương án ứng phó. Hướng đến diễn đàn đầu tư Đà Nẵng năm 2017, một trong những lĩnh vực Đà Nẵng tập trung kêu gọi đầu tư là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tin quốc tế, nhằm trả đũa quyết định của chính quyền Mỹ đưa ra trước đó, tương tự hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định ngừng cấp thị thực không nhập cư cho công dân Mỹ. Bây giờ là nội dung chương trình. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có buổi tiếp ông Bertrand Lostellery, đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Đề cập đến mối quan hệ giữa Đà Nẵng và Pháp, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng một trong những thế mạnh của Pháp là giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và năng lượng tái tạo. Thành phố mong muốn được tăng cường hợp tác với Pháp trong lĩnh vực này. Riêng thu hút FDI Pháp tại Đà Nẵng còn rất khiêm tốn, hiện mới có 20 dự án FDI của Pháp đầu tư tại Đà Nẵng với 22 triệu đô la Mỹ. Quan hệ giữa Đà Nẵng với các địa phương của Pháp cũng chưa được thiết lập nhiều. Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Bertrand Lostery cảm ơn sự đón tiếp trọng thị từ phía lãnh đạo chính quyền thành phố và cho biết Pháp cũng rất mong muốn được tăng cường hợp tác hơn nữa với Đà Nẵng. Thời gian tới, Pháp sẽ nâng tầm hoạt động của Trung tâm Pháp ngữ tại Đà Nẵng và mong muốn thành phố tạo điều kiện để Pháp mở trường quốc tế Pháp tại đây. Phía Pháp sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí đợt 2 cho thành phố thông qua Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam và Quỹ Đầu tư Phát triển Đà Nẵng và làm cầu nối để xúc tiến doanh nghiệp Pháp đầu tư vào thành phố. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp bàn cải tạo các nút giao phía Tây cầu Rồng, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đơn vị chức năng liên quan. Có 3 phương án được đưa ra thảo luận tại cuộc họp. Phương án thứ nhất là làm hầm chui trên đường Bạch Đằng qua nút giao thông Nguyễn Văn Linh và cải tạo phân luồng tại nút đường Trần Phú Nguyễn Văn Linh hầm kết hợp phân luồng các tuyến đường lân cận tạo hướng đi không xung đột và giảm lượng phương tiện giao thông qua cầu sông Hàn từ xa. Tổng kinh phí là 218 tỷ đồng. Phương án thứ hai là làm hai hầm chui tại hai nút trên đường Bạch Đằng và Trần Phú, kết hợp phân luồng từ xa, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ để phục vụ phân luồng. Kinh phí đầu tư khoảng 279 tỷ đồng. Phương án thứ ba là làm nút Hình Xuyến, mở rộng, cải tạo cảnh quan trong lòng nút, kết hợp cải tạo giao thông với phát triển ở khu vực này. Kinh phí đầu tư cho giao thông khoảng 16 tỷ, phần giải tỏa là 1.100 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các phương án này, cuối tháng 11 sẽ có cuộc họp để chốt về phương án, trình Hội đồng nhân dân phê duyệt để đầu tư vào cuối năm 2018. Trước mắt sẽ phân luồng từ xa để giảm tải cho các nút cầu sông Hàn, Tây cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, tổ chức lại nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh, Trần Phú. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp xem xét phương án khắc phục ùn tắc giao thông nút giao phía Tây cầu Trần Thị Lý. Phương án mà đơn vị tư vấn đưa ra là làm hầm chui trên đường Duy Tân đi qua hai nút giao cắt, đường 2 tháng 9 và đường Núi Thành. Tại nút giao với đường 2 tháng 9 làm cầu vượt bằng thép. Như vậy, giao thông tại nút này có 3 mức: hầm chui, mặt đường nguyên trạng và cầu vượt chạy theo hướng đường 2 tháng 9. Tổng mức đầu tư khoảng 520 tỷ đồng. Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ kết luận trước mắt tổ chức giao thông đèn tín hiệu tại nút giao đường 2 tháng 9 với đường Duy Tân, đóng nút giao quá gần nhau trên đường đoạn đường 2 tháng 9, rẽ vào khu tiệc cưới. Khách dự cưới lưu thông từ hướng đông sang tây cầu nên phân luồng rẽ phải vào tuyến đường gần bờ sông, không đi vào nút đường 2 tháng 9. Chủ tịch thành phố chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện lắp đèn tín hiệu tại nút giao và lên phương án làm đường nối ven sông qua khu vực này trong năm nay. Dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét làm đường ven sông vào đầu năm tới
và chuẩn bị các bước kịp triển khai thực hiện vào cuối năm 2018. Sáng nay, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc về công tác tổ chức sự kiện ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi làm việc. Theo dự kiến, sự kiện ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 11, gồm 11 hoạt động chính, trong đó có 9 hoạt động liên quan đến hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn và trình diễn công nghệ. Với slogan "Đổi mới công nghệ, nâng tầm cuộc sống", đây là sự kiện quan trọng nhằm đẩy mạnh hợp tác, liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, trao đổi công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp nước ngoài, kết nối ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Cho đến thời điểm này, ban tổ chức đã điều tra khảo sát nhu cầu doanh nghiệp, lựa chọn đơn vị tư vấn. Bộ Khoa học Công nghệ mong muốn Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tạo điều kiện hỗ trợ về truyền thông, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện, lễ tân đón tiếp và hậu cần cho sự kiện. Chiều nay, Phó Chủ tịch thành phố Hồ Kỳ Minh đến thăm và trao thưởng 20 triệu đồng cho ban chuyên án 280T Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC47 Công an Đà Nẵng vì đã có thành tích triệt phá thành công vụ án buôn bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện Hồ Đức Duy sinh năm 1982 ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 10, Duy đi xe máy từ nhà Thắng, đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này tại Đà Nẵng, đến trước bệnh viện C17 đường Nguyễn Hữu Thọ thì vứt xuống đường một hộp giấy. Ngay sau đó, có một nam thanh niên khác nhặt lên rồi tiếp tục di chuyển đến trước số nhà 82 đường Nguyễn Trung Trực, quận Sơn Trà thì bị bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 3 gói ma túy đá khoảng 300 gram, một xe máy, một điện thoại di động. Khám xét nhà Thắng, cảnh sát thu giữ thêm 4 gói ma túy đá khoảng 400 gram, 3 điện thoại di động, 9 triệu đồng. Cảnh sát hiện đang tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để tiếp tục điều tra. Ghi nhận thành tích phá đường dây ma túy này, Phó Chủ tịch thành phố Hồ Kỳ Minh đã thưởng nóng 20 triệu đồng, Giám đốc Công an Đà Nẵng thưởng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ có mưa vừa, mưa to từ 50 đến 150mm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của áp thấp và có khả năng mạnh lên thành bão, Chủ tịch thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện sẵn sàng phương án phòng chống ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, sơ tán nhân dân ra khỏi vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở cao, yêu cầu Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú tránh an toàn, yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra an toàn hồ đập và triển khai nhanh phương án phòng chống lũ ở các hồ chứa nước trên địa bàn, đặc biệt yêu cầu tất cả các sở ban ngành theo chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng chống, khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết tính đến 16 giờ chiều nay, thành phố Đà Nẵng còn 68 phương tiện và 624 lao động đang hoạt động trên biển. Có 14 phương tiện đang hoạt động ở vùng biển Nam Hoàng Sa, 40 phương tiện ở vùng ven biển Đà Nẵng, Quảng Nam, 14 phương tiện và hơn 100 lao động ở vùng biển Hải Phòng và hoạt động gần bờ từ Quảng Ngãi đến Bình Định. Tất cả các phương tiện đều đã biết được vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Bộ đội Biên phòng thành phố đã đang liên lạc được với tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển để tìm nơi trú tránh. Cùng với việc tổ chức bắn pháo hiệu để tiếp tục ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi và kịp thời thông báo cho các tàu thuyền tìm nơi trú tránh, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng được lệnh thường trực quân số đảm bảo thông tin liên lạc ở các đài canh để thông báo cho tàu thuyền tìm nơi neo đậu, trú tránh. Tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang, đồn biên phòng Sơn Trà hiện đang phối hợp với địa phương bố trí sắp xếp tàu thuyền về neo đậu đúng quy định. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ, tính đến thời điểm này, công tác hậu cần phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 và các hội nghị liên quan đã cơ bản hoàn thiện. Qua hai đợt tiền trạm, các đoàn đánh giá cao sự chuẩn bị của Đà Nẵng.
Từ tháng 7 đến nay, có hai đợt tiền trạm của lãnh đạo Trung ương, các đoàn của 21 nền kinh tế tham dự tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Ban thư ký APEC quốc tế với hơn 500 người đã đến Đà Nẵng kiểm tra chi tiết về cơ sở vật chất, kịch bản lễ tân, hậu cần, an ninh y tế của nước chủ nhà. Sau mỗi đợt tiền trạm, các kịch bản cho sự kiện được hoàn chỉnh và chuẩn mực hơn. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa giao các sở ngành đơn vị có liên quan đề xuất cụ thể tuyến đường, khu vực nên tiếp tục hoặc hạn chế xây dựng cơ sở lưu trú du lịch. Việc hạn chế xây dựng cơ sở lưu trú trên một số tuyến đường, khu vực phải dựa trên cơ sở quy hoạch xây dựng của thành phố, căn cứ năng lực đảm bảo giao thông theo hiện trạng từng tuyến, cũng như căn cứ năng lực đảm bảo cung cấp nước và xử lý nước thải. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng vừa giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan ra soát quy hoạch hệ thống giao thông tỉnh, chú trọng các bãi đỗ xe công cộng đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế, ưu tiên dành quỹ đất để bố trí xây dựng các bãi đỗ xe đã được thống nhất chủ trương. Trước mắt tập trung triển khai thí điểm mô hình bãi đỗ xe nổi thông minh trong năm 2018, trong đó ưu tiên kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Đến nay, khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút được 7 dự án với tổng vốn đầu tư 158 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay chưa có nhà đầu tư lớn có sức lan tỏa, lôi kéo các nhà đầu tư khác đến Đà Nẵng. Theo lãnh đạo Ban quản lý khu công nghệ cao, nguyên nhân là do cơ chế chính sách ưu đãi của thành phố chưa vượt trội hơn so với hai đầu đất nước. Về nguồn nhân lực tuy dồi dào nhưng khi nhà đầu tư cần các nhà quản lý, các chuyên gia công nghệ, lao động có kỹ năng cao lại thiếu, buộc nhà đầu tư phải tìm kiếm hoặc chiêu mộ ở nơi khác. Thưa quý vị, không thể phủ nhận, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang là một xu hướng tất yếu của ngành nông nghiệp Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn còn mơ hồ trong việc phát triển các mô hình ứng dụng thực tế trong lĩnh vực này. Câu hỏi đặt ra là, Đà Nẵng có những mô hình tiềm năng gì, kỹ thuật gì để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư? Đây là nhà màng rộng hơn 1.200 m² trồng dưa lưới của anh Nguyễn Hữu Quyết ở thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Từ đầu năm 2017, anh Quyết đã đầu tư hơn 400 triệu đồng phát triển mô hình này. Không chỉ có đầy đủ cơ sở, trang thiết bị hiện đại, tại đây anh Quyết còn áp dụng rất nhiều quy trình, kỹ thuật trồng trọt hiện đại, đem lại hiệu quả năng suất cây trồng cao. Theo phương án đầu tư thì lùa hũa theo để phù hợp với khí hậu và theo cái hướng phát triển công nghệ cao thì mình đầu tư nhà mòn, có nghĩa là tránh được chuyện mưa và cái hệ nhà mòn chịu được cấp gió lớn, tại vì ở Đà Nẵng mình rủi ro rất nhiều, trong khả năng mình có trường hợp sự cố gọi là nạn nhất, mình vẫn còn một cái gọi là bổ đổm được cái gọi là cái khoản đầu tư của mình. Còn vấn đề thứ hai là trên cái diện là đầu tư về công nghệ thì hiện tại là đầu tư theo hệ thống tưới nhỏ giọt Nitrofilm của Israel, có hệ chăm phân tự động và cái hệ quạt đối lưu rồi giữa nhiệt các nén, nói chung là đáp ứng đủ cái yêu cầu về giữa quyết cái vấn đề nhiệt độ đồ cho nhà mòn để trong cái quá trình mình sản xuất. Ngoài dưa lưới, tại Hòa Vang còn nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao có thể áp dụng như mô hình trồng cây ăn quả, cây dược liệu ở Hòa Khương, Hòa Ninh, trồng nấm chất lượng cao ở Hòa Phong. Ngoài ra còn có các vùng chuyên canh hoa ở Vân Dương, xã Hòa Liên, ở Gò Giảng, xã Hòa Phong và đặc biệt là cơ sở nhân giống hoa chất lượng cao với quy mô 2.000 m² tại vùng hoa Dương Sơn, xã Hòa Châu và hợp tác xã hoa Nhân Thọ, xã Hòa Phước. Về cái đầu tư vào cái thứ nhất là cây hoa, hoa mà mang lại tiềm năng kinh tế cao như hoa ly, hoa lan. Thứ hai là về cây dược liệu để phục vụ cho cái ngành y tế. Thì cây dược liệu theo tôi thì nên những cái cây mà như Trinh Nữ Hoàng Cung hay là Nghệ Hoàng vân vân. Thì đó là những cái cây mà sẽ mang lại cái lợi ích kinh tế rất là cao cho người sản xuất, người doanh nghiệp. Nhìn chung, hầu hết các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đều có một quy trình quy chuẩn sản xuất chất lượng. Các công nghệ ứng dụng thường thấy như hệ thống tưới nhỏ giọt, phun sương tự động, hệ thống điều hòa, nhà lưới, một số công nghệ canh tác hiện đại kết hợp cơ giới hóa, thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả cho cây trồng. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Đà Nẵng đã và đang áp dụng, đó là sản xuất các loại rau hoa củ quả trong nhà màng, cơ giới hóa trong các khâu làm đất thu hoạch và ứng dụng các hệ thống tưới nhỏ giọt, phun sương
cho rau hoa nấm và một số cây trồng khác. Thực tiễn cho thấy thì với việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất sẽ giúp người nông dân tiết kiệm được, giảm được cái nhân công, giải phóng sức lao động và có thể sản xuất được các loại rau củ quả trong thời tiết cực đoan nhất. Hầu hết các nhà đầu tư đều đặc biệt quan tâm đến hiệu quả kinh tế của các mô hình ứng dụng công nghệ cao. Bởi chi phí bỏ ra để đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng lớn, nên hiệu quả kinh tế mong muốn thường rất cao. Đây cũng chính là điều băn khoăn của phần lớn các doanh nghiệp và cá nhân muốn đầu tư lĩnh vực này. Thưa quý vị, sau sân chơi sáng tạo robot dành cho học sinh Trung học Phổ thông Đà Nẵng mở rộng năm 2017 diễn ra vào trung tuần tháng 8 vừa qua, cuộc thi Robothon dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn ra vào hôm qua được xem là một trong những hoạt động thú vị, bổ ích, kích thích lòng đam mê khoa học, kỹ thuật và sự sáng tạo trong học sinh. Đội robotics đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Đà Nẵng đã hào hứng bước vào cuộc tranh tài tại ngày hội Robothon 2017. Đây là lần đầu tiên con thấy cuộc thi này, con rất vui và thích thú. Robothon là một trong những môn học điển hình trong giáo dục STEM. Giáo dục STEM về bản chất là trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Các kiến thức và kỹ năng này được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ cho nhau, giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày. Những năm qua, giáo dục STEM ngày càng được áp dụng rộng rãi tại nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Con tham gia cuộc thi này tại vì con rất thích lắp ráp robot. Từ lúc nhỏ là con đã lắp ráp rất là nhiều Lego cho nên đây là đam mê của con. Đây là năm thi thứ hai của con và con đã luyện tập rất nhiều trước khi thi. Năm nay, các đội robotics xuất sắc nhất đã được lựa chọn để tham dự đấu trường Robothon quốc tế diễn ra vào ngày 26 tháng 11 tới tại Philippines. Trước đó, vào năm ngoái, tại cuộc thi Robothon quốc tế diễn ra tại Malaysia, hai đội tuyển của Đà Nẵng đã xuất sắc giành hai giải vô địch ở hạng mục sơ cấp và trung cấp. Vì thế, sân chơi sáng tạo robot, khoa học công nghệ được xem là một trong những lĩnh vực mà học sinh Đà Nẵng có thế mạnh và cần được tạo điều kiện để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian đến. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 04 của Thành ủy Đà Nẵng về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố. Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực rà soát, củng cố lại bộ máy, đồng thời đã xây dựng nhiều kế hoạch, phương án tổ chức cán bộ hội viên đạt nhiều hiệu quả. Ngay từ khi nghị quyết 04 của Thành ủy Đà Nẵng được ban hành, các cấp hội nông dân thành phố đã tăng cường rà soát, xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể nhằm củng cố lại bộ máy tổ chức hội, nâng cao chất lượng của đảng viên, hội viên nông dân. Một trong những giải pháp hội đề ra là tổ chức bố trí công việc, vị trí cho cán bộ đương chức, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, vận hành đối với các cấp hội cơ sở trực thuộc. Sau khi thành ủy ban hành nghị quyết số 04, thì hội nông dân thành phố xác định đây là một nội dung có liên quan ảnh hưởng tới việc tổ chức hoạt động công tác hội trào nông dân. Thì trên cơ sở đó chúng tôi sẽ dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể nghị quyết này phổ biến cho các cấp hội từ thành phố đến cơ sở về kế hoạch triển khai thực hiện. Cái thứ hai đi đâu với đó là chúng tôi xây dựng cái vị trí đề án việc làm, đề án vị trí việc làm để cụ thể hóa từng chức danh là làm những công việc gì để trên cơ sở đó mà nó lồng ghép vào việc mình tinh giản bộ máy cho nó gọn hơn. Phân công phân nhiệm rõ ràng cụ thể. Nghị quyết 04 của Thành ủy Đà Nẵng cũng đã đề cập đến một số hạn chế trong hoạt động của các đoàn thể chính trị, trong đó có sự rập khuôn, thiếu sáng tạo. Để khắc phục tình trạng này, thời gian qua, các cấp hội nông dân thành phố đã chủ động gắn công tác hoạt động hội với phong trào nông dân để thu hút cán bộ hội viên. Trong quá trình thực hiện công tác hội phong trào nông dân, chúng tôi xác định đổi mới, sáng tạo là cái việc rất là quan trọng. Việc tổ chức không phải là nó rập khuôn,
nhưng mình những nội dung công việc nó quan trọng, nó cốt lõi là việc tổ chức thực hiện phải theo bài bản từ trung ương đến địa phương, như là phát triển hội viên, xây dựng chương trình giám sát phản biện xã hội. Đối với những cái hoạt động công tác hội khác, chúng tôi là tổ chức bàn bạc thảo luận để đề ra những cái cách thức hoạt động mới nhằm thu hút hội viên. Hội nông dân thành phố Đà Nẵng được thành ủy thành lập từ năm 1997. Qua 20 năm hoạt động, hội luôn giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối đảng bộ, chính quyền với nông dân thành phố. Nỗ lực của hội trong việc thực hiện nghị quyết đã góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân hàng năm. Tin chúng tôi mới thực hiện. Chiều nay, Chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ đã có buổi họp với các cơ quan chức năng để nghe báo cáo đề xuất đầu tư nâng cấp 3 trạm xử lý nước thải trên địa bàn thành phố, gồm Phú Lộc, Hòa Xuân và Ngũ Hành Sơn. Cùng dự có Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tham mưu nhiều phương án, Chủ tịch thành phố giao Sở Xây dựng nghiên cứu tổng thể quy hoạch thoát nước trên địa bàn thành phố. Lưu ý việc dự báo phải sát thực tiễn. Trước mắt để giải quyết vấn đề thoát nước của thành phố, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thống nhất cho nâng công suất trạm xử lý nước thải Phú Lộc giai đoạn 2 lên 105.000 khối một ngày đêm bằng vốn ngân sách. Đối với trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn, hiện có công suất 11.000 khối ngày đêm, nhưng lượng nước về trạm đã tăng gần gấp đôi, dẫn đến quá tải. Chủ tịch đồng ý cho nâng công suất của trạm đạt 30.000 khối ngày đêm và có thể đầu tư theo hình thức PPP. Đối với trạm xử lý nước thải Hòa Xuân, Chủ tịch thành phố thống nhất phương án đầu tư thêm 60.000 khối ngày đêm cũng theo hình thức PPP. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ lưu ý tình hình rất cấp bách nên cần phải làm nhanh. Sở Xây dựng thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai đầu tư, sớm khởi công dự án trạm Ngũ Hành Sơn và Phú Lộc trước ngày 31 tháng 10. Chuyển sang phần tin quốc tế. Trong một động thái được đánh giá là nhằm trả đũa quyết định tương tự của chính quyền Mỹ đưa ra trước đó cùng ngày, hôm qua Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định ngừng cấp thị thực không nhập cư cho công dân Mỹ. Thông báo của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Washington, Mỹ nêu rõ, quyết định trên sẽ được áp dụng đối với thị thực trong hộ chiếu, thị thực điện tử, thị thực được cấp tại biên giới, cũng như các loại thị thực được cấp tại các trụ sở ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ. Thông báo cũng nhấn mạnh, quyết định trên được đưa ra sau khi Mỹ dừng cung cấp thị thực không nhập cư cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cho rằng động thái trên của Mỹ buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải xem xét lại những cam kết về an ninh của Washington đối với các phái bộ và nhân viên ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, chính quyền Tehran đã liên tục đưa ra các phát biểu cứng rắn, trong đó có tuyên bố của Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif về một sự đáp trả phù hợp sau Mỹ công bố chiến lược mới về Iran. Ám chỉ kế hoạch của Tổng thống Trump công bố chiến lược mới về Iran, Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh, khi nào Tổng thống Trump đưa ra những bình luận về Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ có biện pháp đáp trả phù hợp. Ông Zarif nhấn mạnh, những lời đe dọa của ông Trump sẽ không giúp mang lại hòa bình và an ninh cho khu vực, mà chỉ làm thiệt hại cho những lợi ích lâu dài của Mỹ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cho rằng, bất cứ thỏa thuận nào cũng không thể là hoàn hảo đối với tất cả các bên, song các bên vẫn phải có trách nhiệm thực hiện. Ông Zarif cảnh báo, nếu Washington vi phạm thỏa thuận, cộng đồng quốc tế có thể không còn tin tưởng vào Mỹ nữa, vì Iran có thể buộc phải rút khỏi thỏa thuận hoàn toàn hoặc một phần. Theo Ngoại trưởng Iran, nước này vẫn sẽ duy trì chính sách đối ngoại của mình trong khu vực, bất chấp sự chỉ trích từ những quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh Tehran là một trụ cột đối với sự ổn định cũng như những nỗ lực chống khủng bố trong khu vực. Liên quan đến tiến trình Brexit, theo kế hoạch trong hôm nay, Thủ tướng Anh Theresa May sẽ có bài phát biểu trước các nhà lập pháp nước này giữa lúc chính giới Anh đang chia rẽ về các cuộc thương lượng rời khỏi Liên minh châu Âu EU. Động thái diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 5 diễn ra tại Brussels, Vương quốc Bỉ. Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh, trong bài phát biểu sắp tới tại Hạ viện, Thủ tướng May sẽ hối thúc các bên thể hiện sự linh hoạt trong việc tìm kiếm một thỏa thuận Anh rời khỏi EU. Bà cũng sẽ khẳng định một mối quan hệ đối tác đặc biệt sâu sắc và mới mẻ giữa Anh và EU là mong muốn của London và cũng là lời đề nghị của xứ sở sương mù tới những người bạn châu Âu. Theo bà, để đạt được mối quan hệ đối tác đó, đòi hỏi không chỉ khả năng lãnh đạo và sự linh hoạt của Anh, mà còn cả từ phía 27 quốc gia thành viên EU. Bà cũng cho rằng, quả bóng vừa đang ở phía sân của EU, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng sẽ nhận được những phản hồi tích cực từ EU. Phần cuối chương trình là một số hoạt động đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.